quý bác sĩ, đồng nghiệp thì sau đây em xin thay mặt nhóm nghiên cứu uh, trình bày uh, yếu tố liên quan đến tụ máu nhu mô não trên bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình mạch ở Việt Nam, một cái nghiên cứu ở đa trung tâm. Uh, về đặt vấn đề thì chảy máu dưới nhện thì chiếm khoảng 5% các trường hợp đột quỵ. Uh, đây là một cái bệnh lý ít phổ biến nhưng mà lại thường gặp ở người trẻ và có tỷ lệ di chứng tử vong cao. Uh, khối máu tụ trong nhu môn não uh, kèm theo thì chiếm khoảng 21% trong tổng số người bệnh bị chảy máu dưới nhện và nó làm tăng đến 58% uh, cái, cái cái nguy cơ kết cục xấu ở nhóm bệnh nhân này và và cũng làm tăng cái nguy cơ thiếu máu não thì muộn và chảy máu não tái phát. Uh, do đó thì cái việc làm rõ cái tỷ lệ xuất hiện cái khối máu tụ trong nhu môn não cùng các yếu tố liên quan Uh, sẽ góp phần quan trọng trong việc uh, tiếp cận cũng như quản lý người bệnh uh, chảy máu dưới nhện đặc biệt ở những nơi có nguồn lực uh, y tế chưa phát triển uh, giống như ở đất nước việt nam mình và đây cũng chính là cái mục tiêu uh, uh, nghiên cứu của đề tài uh, của nhóm nghiên cứu về tổng quan thì em không đi quá sâu à, thì về chảy máu dưới nhện thì là vỡ phình thường thường xuất hiện là vỡ phình do độc mạch não à, khiến máu chảy vào khoang dưới nhện và não thất cũng như nhu mô và tổn thương thì chảy ra xảy ra theo hai giai đoạn à, sớm thì là do thiếu máu não cục bộ thoáng qua còn tác dụng độc của uh, máu dưới nhện là do phá hủy nhu mô khối máu tụ và muộn là do thiếu máu não thì muộn thường diễn biến trong khoảng 3 đến 14 ngày về điểm qua một số những nghiên cứu về sự xuất hiện của khối máu tụ uh, trong nhu môn não chẳng đồng mắc với cả cái xuất hiện uh, chảy máu dính nhện thì đã được báo cáo từ năm 1994 uh, chiếm khoảng 42,6% và đến năm 2008 thì theo nghiên cứu của Odem uh, và cộng sự phân tích uh, dữ liệu trên 585 bệnh nhân uh, chảy máu dính nhện do vỡ phình thì kết quả cho thấy rằng là cái uh, tỷ lệ xuất hiện Uh, khối máu tụ trong nhu môn áo trong chảy máu dưới nhện là một yếu tố dự báo kết quả không thuận lợi. Uh, năm 2013 thì theo nghiên cứu của Bradley uh, và Cộng sự trên 144 bệnh nhân chảy máu dưới nhện thì do vỡ phình mạch thì việc xuất hiện cái khối máu tụ thì uh, cần phải có những cái can thiệp tích cực hơn bằng phẫu thuật cũng như là lấy khối máu tụ. Um, uh, thì năm 2016 thì theo nghiên cứu của OAN và cộng sự thì đây là một cái nghiên cứu lấy số liệu rất là lớn từ 5.362 bệnh nhân chảy máu dưới nhện thì trong đó có khoảng một có 1.120 bệnh nhân có tụ máu nhu mô não kèm theo và có những cái đặc điểm xác định liên quan đến túi phình có và cũng theo đó thì người ta thì theo nghiên cứu này thì cũng đã cho thấy rằng là với À, với cái sự xuất hiện à, khối máu tụ này thì sẽ liên quan đến tình trạng thần kinh lúc nhập viện à, vị trí cũng như là kích thước túi phình à, về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì à, các bệnh nhân chảy máu đối tượng nghiên cứu là các bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình mạch ổ mạch não à, đáp ứng với các tiêu chuẩn tuyển chọn và tiêu chuẩn loại trừ của bệnh nhân nghiên cứu À, về tiêu chuẩn tiêu chọn, tuyển chọn là bệnh nhân trên 18 tuổi à, thời gian khởi phát à, ngừng triệu chứng đến khi nhập viện thì trong vòng 4 ngày được chuẩn đoán xác định là chảy máu dưới nhện do vỡ phình mạch não à, tiêu chuẩn lại trừ là những bệnh nhân không đánh giá được kết quả chức năng thần kinh theo thang điểm morning ranking sửa đổi cho đến thời điểm 90 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng à, bệnh nhân và hoặc người nhà người người đại diện hợp pháp cho bệnh người bệnh không đồng ý tham gia nghiên cứu à, địa điểm nghiên cứu thì nghiên cứu được thực hiện trên ba trung tâm là trung tâm cấp cứu trung tâm quỹ uh, khoa thần kinh uh, và khoa phẫu thần kinh của bệnh viện bạch mai khoa cấp cứu và hồi sức tích cực của bệnh viện đạp y hà nội và trung tâm phẫu thần kinh của bệnh viện việt đức À, thời gian nghiên cứu là từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021 à, Thiết kế nghiên cứu là quan sát à, thời gian đa trung tâm à, Cộng mỗi nghiên cứu là tất cả các bệnh nhân phù hợp với tiêu chuẩn được lựa, lựa chọn vào à, nghiên cứu à, Về kết quả và bàn luận thì à, trong khoảng thời gian 3 năm thì à, nghiên cứu đã thu nhận được 415 bệnh nhân à, vào nghiên cứu Với tuổi trung bình là 57, à, tỷ lệ nam và nữ là tương đối à, đồng nhất thì tỷ lệ xuất hiện khối máu tụ trong nhu môn não là 20,48% à, theo nó, với tỷ lệ này cũng tương tự với một số những cái nghiên cứu à, đã có từ trước đó về uh, theo việc khai thác lại những cái thông tin bệnh sử uh, uh, tiền sử thì uh, cho thấy rằng là cái sự xuất hiện uh, khối máu tụ trong nhu mô não thì cũng không có uh, liên quan uh, đến tình cảnh bệnh uh, lý mạng tính như bệnh uh, tim mạch uh, hô hấp như CVD HEN hay, hay những cái bệnh lý liên quan đến bệnh thận mạng. Uh, thì tất cả những cái bệnh lý uh, bệnh lý mạng tính này thì không có ảnh hưởng đến cái cái sự xuất hiện nhiều hơn so với uh, khối máu tụ trong nhu mạc trong chảy máu dưới nhện uh, về lâm sàng khi khởi phát thì các triệu chứng uh, chủ yếu của bệnh nhân vẫn là, là kinh điển trong chảy máu dưới nhện bởi những cái triệu chứng là đau đầu uh, nôn mửa rồi có cứng có cổ cứng gáy Uh, sợ ánh sáng nhìn đôi và hai cái nhóm nguyên nhân này thì uh, có một cái dấu hiệu là mất ý thức ngắn trong khoảng uh, mất ý thức trong khoảng thời gian ngắn thì có vẻ có tỷ lệ cao hơn ở nhóm có khối máu tụ trong uh, nhu mô não về đặc điểm lâm sàng của thời điểm nhập viện thì ở phần lớn thì ở khối với nhóm bệnh nhân có khối máu tụ trong nhu mô não thì cái tỷ lệ cái điểm Glasgow trung bình có xu hướng thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với cả nhóm không có khối máu tụ trong nhu mô não về đặc điểm về huyết áp thì đối với cả nhóm có khối máu tụ cũng có xu hướng cao hơn còn kèm theo đó là những cái dấu hiệu về thần kinh khu trú đặc biệt là dấu hiệu của liệt nửa người thì cái cái này cũng phù hợp với cả cái triệu chứng của có khối máu tụ trong nhung mô não về phân điểm của các thang điểm đánh giá đánh giá tiên lượng về chức năng thần kinh trong chảy máu dưới nhện thì ở đây nhóm nghiên cứu cũng sử dụng các thang điểm thông thường như là Hanes Fisher thang điểm Hanes Fisher và có thêm thang điểm của hiệp hội phẫu thuật thần kinh thế giới là WFNS thì cả ba thang điểm này đều có giá trị tương tương đương để đánh giá về mặt tiên lượng cả nhóm có khối máu tụ lẫn nhóm không có một khối máu tụ với sự khác biệt có

và đối với cả phân bố người bệnh theo phương pháp can thiệp thì đối với cả nhóm có khối máu tụ trong nhu mô não kèm theo của xuất máu dưới nhện thì tỷ lệ phải can thiệp phẫu thuật cao hơn chiếm tỷ lệ cao hơn trên 50% còn so với cả cái nhóm không có khối máu tụ trong nhu mô não về biến chứng một số những cái biến chứng trong chảy máu dưới nhện thì trong nghiên cứu trong cái slide này thì em xin rút ra một số những cái triệu, những cái biến chứng chính còn trong đó thì sẽ có rất là nhiều những cái biến chứng phụ khác thì sẽ được sẽ được đăng tải trên sẽ được báo cáo này nghiên cứu này thì cũng thưa với các thầy là sẽ được đăng trên tạp chí BMG trong cái thời gian tới thì sẽ có đầy đủ hết các biến chứng thì trong cái nhóm biến chứng mà hay gặp nhất thì em xin đưa ra một số những cái biến chứng là ví dụ như động kinh thì thường trong bốn cái biến chứng là thiếu máu não thì muộn giãn ức thất động kinh và hạ áp chi máu thì cái đối với cả nhóm có khối máu tụ trong nhu mô não thì biến chứng động kinh xuất hiện nhiều hơn uh, so với cả nhóm không có uh, về uh, tỷ uh, về phân bố người bệnh theo kết cục điều trị uh, cái thời điểm ra viện thì uh, đối với cả nhóm có khối máu tụ trong nhu mô não thì có cái tỷ lệ tử vong uh, trong viện cũng như là tỷ lệ nặng sinh về uh, là cao hơn có uh, nhiều so với cả cái nhóm không có khối máu tụ ở uh, trong nhu mô não về um, biểu uh, về kết quả thần kinh uh, sau 30 và 90 ngày uh, tính theo thang điểm modify ranking thì uh, nghiên cứu này thì bọn em chia ra là nhóm có tiên lượng thần kinh xấu là à, là từ 3, 4 đến 6 điểm và tốt là từ 0 đến 3 điểm thì uh, trên hai cái biểu đồ này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là uh, cái uh, đối với cả nhóm có khối máu tụ trong nhu mô não thì cái cái, cái ranking thời điểm ra viện có tỷ lệ uh, thang điểm tốt là không đến ba điểm thấp hơn so với cả cái nhóm không có khối máu tụ trong ngôn não và đây trên đây là cái hình ảnh đường biểu diễn uh, Carla uh, của hai cái nhóm đối tượng có khối máu tụ uh, trong nhung môn não và nhóm không có thì chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ sống sót sau 90 ngày của nhóm không có khổ máu tụ trong nhung môn não cao hơn rõ rệt và nó cũng tương đồng với cả báo cáo của oan năm 2016 đó là tỷ lệ tử vong trong 90 ngày của nhóm không có máu tụ là 28% trong khi đó thì nhóm có thì khổ máu tụ trong nhung môn não là 14,6% Uh, về một số những cái yếu tố liên quan đến uh, khối máu tụ trong nhu mô não ở người bệnh chảy máu dưới nhện thì uh, theo uh, trong phân tích của nghiên cứu của chúng em thì cho thấy rằng là uh, những cái triệu chứng trên lâm sàng uh, khởi phát trên lâm sàng như là nôn mửa hoặc là mất ý thức trong thời gian ngắn thì nó có tỷ có uh, dấu hiệu gợi ý đến khối máu tụ uh, nhu mô não với chỉ số OR là 0,5 hoặc là 1,8 lần uh, biểu hiện trên lâm sàng khi nhập viện thì với chỉ số huyết áp là lớn hơn 140 thì có chỉ số OR của nhóm có khối máu tụ trong nhu mô não gấp 1,8 lần so với nhóm không có theo phân tích đơn biến và phân tích đáp biến là 2,67 à, lần. À, về những cái dấu hiệu à, à, kèm theo như là liệt nửa người, suy giảm mức độ ý thức cứng cổ thì à, nó cũng có dấu hiệu gợi ý trong khối có 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 chỉ số R à, cao hơn à, trong à, bệnh nhân có khối máu tụ xuất hiện trong nhu mô não. À, về phát hiện trên hình ảnh thần kinh à, khi nhập viện thì vị trí túi phình uh, liên quan đến uh, động mạch thông uh, uh, động mạch uh, não giữa thì có nguy cơ xuất hiện khối máu tụ trong não gấp bốn năm lần và uh, với những cái triệu chứng thần kinh uh, mức độ nghiêm trọng về... Oh, về mức độ nghiêm trọng của xuất huyết giới nhện do vỡ phình mạch mạng, uh, độc mạch não khi nhập viện thì theo thang điểm uh, WNS uh, thì cho thấy rằng là uh, ở độ 1 thì bọn em lấy làm tham chiếu thì từ độ 2 độ 3 trở lên thì với những nhóm bệnh nhân có tỷ lệ uh, với những nhóm bệnh nhân ở độ 1 độ 2 thì uh, cái giá trị nó không có sự khác biệt giữa hai phần về cái tiên lượng uh, tiên lượng có khối máu tụ nhưng mà ở từ độ 3 trở lên thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cái nguy cơ chỉ số or đã lên đến 9,2 và có sự khác biệt so với cả cái cột tham chiếu với độ 1. À, trên đây thì em xin uh, tóm tắt lại một số những cái điểm về kết luận của bài báo cáo này đó là tỷ lệ xuất hiện khối máu tụ của nhu mão trên chảy máu dưới nhện uh, cao và là yếu tố liên quan đến các mục tối tệ cũng như tỷ lệ tử vong. Tại thời điểm nhập viện thì với chỉ số huyết áp lớn hơn 140 m thủy ngân, rối uh, lại ý thức mức độ nặng và vỡ ấp phình uh, túi phình là hệ tuần hoàn não trước là những yếu tố tiên đoán độc lập với hình thành khối máu tụ trong nhu, mạo, nhu môn não. Ạ em uh, xin uh, chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn uh, bác sĩ.